chào các bạn. Sáng thứ hai hôm nay ở đây là ngày nghỉ lễ President Day, là ngày lễ tổng thống. Ngày lễ này cho chung tất cả những ông tổng thống Lincoln với ông Washington chung lại, cho nên trường học được nghỉ tuần. Cái đứa nhỏ con gái muốn đi lên San Francisco chơi với bạn đó, nguyên đám cũng mười mấy đứa đi xe lửa từ Fremont, là cái thành phố kế bên San Jose đó. Mình chở tụi nó thả xuống đây, tụi nó đi xe park, là xe lửa lên San Francisco để tụi nó đi vô. Left turn ahead, Highway 262, Mission Boulevard. Tụi nó đi vô Japantown chơi. Chiều thì đi đón nó ở đây lại, đi xe lửa về lại thì mình ra rước lên tụi nó. Lứa tuổi này tụi nó hay rủ nhau đi chơi cho vui. Mình ăn cái tiệc xong bệnh luôn, rang ra cái cổ ho. After one quarter mile, turn left, then stay in the right lane. Đây là thành phố Fremont. Thành phố này gần bên San Jose. Hồi xưa ở đây nhà rẻ, tại vì là San Jose gần mấy cái hãng công ty làm á. Turn left, Highway 262, Mission Boulevard. Then stay in the right lane. Này nói ôm sùm nhức đầu quá. Ở dưới thì nhà bắt đầu nó mắc lên. Nhà cửa ở Fremont rẻ là người ta ùn ra đây mua, rồi bây giờ ở đây cũng mắc luôn. Người thấy người tàu ở đây nhiều lắm, người tàu di cư mới qua đó. Họ được qua đây làm, mấy đứa nó qua học giỏi, nó du học qua đây đó, rồi nó được công ty bảo lãnh vô làm luôn. Mấy đứa du học học giỏi lắm nha, mấy đứa Taiwan, Trung Quốc, rồi Ấn Độ, học PhD đồ gì không, học tiến sĩ đồ không, rồi mấy công ty nó mướn luôn, bảo lãnh bằng cái visa, khảo thời gian xin thẻ xanh xong rồi bảo lãnh gia đình qua. Giờ cái Fremont này cũng sầm uất, thấy cũng đông đông người. Cái khu mình ở là ở ngoại ô của San Jose, cho nhiều các bạn coi thấy nó trời sao nhà khu anh buồn ấy. Bên Mỹ buồn ấy. Thì bên này Mỹ nó rộng, trung tâm chỗ nào trung tâm thành phố nó mới có đông người chứ. Mấy khu nhà, gọi là residential, là mấy khu nhà ở thì nó thưa thưa ra. Việt Nam là coi như nguôi Tết rồi. Bắt đầu các bạn ụt ùn về Sài Gòn lại đi làm. Ở miền Bắc thì chắc tụi ụt ùn về Hà Nội ha. Thì công ty thường thường không có nghỉ, công ty tư không có nghỉ, chính phủ nghỉ, trường học nghỉ. Ôi quý, hình như mình lâu không nhớ, không biết công ty có nghỉ không, không nhớ. Thì nói tóm lại công ty nó cho mình nghỉ 10 ngày lễ trong năm, cứ trừ qua các thêm một cái ngày gọi là personal day, là ngày đó nào mình làm biếng muốn đi làm mình gọi vô
hay là mình bận công chuyện gì đó mình gọi vô nó lấy personal day rồi. Thấy đường vắng quá chắc có vẻ là nghỉ nhiều, chắc nghỉ đúng rồi. Chứ giờ này thứ hai buổi sáng là chỗ này kẹt cứng. Từ thành phố Fremont đổ về San Jose đi làm nè. Vậy là chắc chắn họ nghỉ rồi. Tại mình cũng nghỉ đi làm mấy năm rồi quên không để. Không làm ở công ty ấy, chứ là mình còn làm ở nhà. Phong cảnh đổ vào thành phố San Jose. Khu này là thấp rồi, cái khu tuốt về trước có cái chân đồi á, nhìn xuống thung lũng. Mỗi lần đi đâu xa chơi Sato hay là Reno, lái xe về cái lên tới cái đỉnh núi đó, bắt đầu nhìn xuống thấy tới San Jose là biết sắp tới nhà rồi. 20 phút đã về tới. Nay ho ra đờm cục là chẳng biết sắp cũng bớt bệnh rồi. Các bạn, sáng giờ bệnh quá nằm ở nhà không. Giờ đến giờ rước con gái, nó đi chơi từ San Francisco về, mình phải đi rước nó thôi. Ngày lễ President Day của Mỹ. Thường thường mấy nước khác mà lễ của những người lãnh đạo thì họ sẽ làm lớn đó. Diễn hành rồi làm đủ thứ hết. Nhưng nước Mỹ mình thích cái là không có làm mấy cái lăng nhăng đó.
President Day là chỉ có sale. 10% off, 30% off. Yeah. Nước Mỹ là cường quốc rồi, đâu cần phải mà diễn hành đe dọa nước nào chi nữa. Bệnh quá trời bệnh. Sáng giờ ra cũng xúc nước muối mấy lần. Trời, 6 giờ sụp tối cũng hơi nhanh. Tháng tới đổi giờ lại mà cho nó sớm sớm chút. Coi tin tức thấy ở Việt Nam người ta đi trở về Sài Gòn quá trời đông đó. Ngồi chiếc xe Honda mà chở một đống đồ rồi hai người ba người chạy về tới Sài Gòn cũng quải chứ ha. Lúc xưa mình đi với anh bạn ngồi xe hơi mà từ Sài Gòn ra Vũng Tàu chơi từ sáng đến chiều, xong rồi từ Vũng Tàu lái về Sài Gòn. Mà xe nó dằn đến nỗi mình chịu không nổi, nhức đầu. Vui lắm, lúc đó mình vừa biết được Mr. Đàm Vĩnh Hưng. Tại vì lúc đó có cái chuyện ở bên Mỹ bị ông nào bị tạt cái khói cây á, xịt vô mắt. Mình mới biết là Đàm Vĩnh Hưng, chứ hồi đó giờ đâu có nghe Đàm Vĩnh Hưng đâu. Xong rồi ngồi trong chiếc xe đó, anh bạn anh thích đã là fan cuồng của Đào Vĩnh Hưng nha. Mở nhạc lên thì mình cũng lúc đó mình chưa biết là ai hát đó. Mình biết là Đào Vĩnh Hưng, biết mặt Đào Vĩnh Hưng nhưng mà không có biết có nghe bản nhạc nào hết. Thì mới hỏi, ồ ai hát hay quá vậy? Cái nói, ồ Đào Vĩnh Hưng. Cái nói, ồ ok, biết. Nghe một bản, hai bản, ba bản nhạc, bản thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, nghe rên riết là ớn chà đậu luôn. Mr. Đàm hát rên quá rồi rên. Mà ảnh thích đến nỗi nguyên một cái dĩa đó là toàn là Đàm Vĩnh Hưng không. Nghe từ Sài Gòn ra tới Vũng Tàu, xong rồi từ Vũng Tàu turn around chạy cũng để nguyên cái dĩa đó hát từ Vũng Tàu tới Sài Gòn, nghe mình chịu hết nổi. Cái chị Đàm rên quá à, lôi lúc mình nhiều khúc phân ra nghe thấy bắt ớt luôn. Nghe mình nói vậy chắc ai có fan của mấy chị Đàm chắc chửi mình chứ. Mình nghe 1-2 bản đầu thì thấy hay, nghe voi riết nguyên một băng nghe chớn ớn quá, giống như ăn chè đậu vậy đó. Ăn chén hay chén ngon, ăn 3-4 chén được sao chịu nổi. Oh shit, mình nói chuyện mà đi lạc đường nữa rồi chết. Ok thôi mình nói cúp đi, cũng tối rồi, với lại hôm nay cũng bệnh quá mình không có vlog gì nhiều hết. Thôi cảm ơn các bạn nha, xin chào. Đây là cái trạm xe park, xe lửa nó sẽ chạy tới đây rồi nó thả mấy đứa xuống rồi mình rước nó chạy từ San Francisco xuống đây là thành phố Fremont đó các bạn. Thì người ta đi làm xa đó, người ta chạy xe đậu ở đây 3 đồng một ngày, xong rồi người ta đi xe lửa lên San Francisco. Hình như khoảng 30 phút hay là 20 phút thì nó có một chuyến xe lửa. Thì cũng tiện lắm, thí dụ như đỡ tốn xăng, chạy xe lên đổ đây xong rồi cái đi xe lửa lên đó.